Xin chào tất cả các bạn, mình là Eric Hôm nay trong video này mình sẽ chia sẻ tới các bạn một cái thư viện rất triển nổi tiếng khi chúng ta thao tác với việc Modify Data nha Có thể ở đây thì các bạn có thể Google và mình tin rằng đâu đấy các bạn sẽ tìm thấy một cái Word đây chính là Immutable.js như thế này Đồng thời thì trên cái trang GitHub của nó thì nó có một cái topic khá chỉ là hay đây chính rằng là khi nào các bạn nên sử dụng cái thằng này Trước tiên thì mình tin chắc rằng là nhiều bạn cũng chưa biết được rằng là cái thằng Immutable là cái gì đúng không nào Trong các video lần trước thì mình hay hướng dẫn các bạn như thế này Ở đây thì mình sẽ viết ra như thế này thì mình tin rằng các bạn sẽ dễ hiểu hơn này Trước tiên thì thông thường chúng ta hay có một khái niệm đấy chính là Modify đúng không nào Mình tin chắc rằng là bạn nào cũng biết từ này Đấy chính rằng là các bạn muốn sửa đổi một cái gì đấy Thì chúng ta cần thằng này đúng không? Chúng ta cần sửa đổi ấy Các bạn muốn sửa đổi một cái gì đấy khác với cái ban đầu Các bạn sẽ có từ Modify Tuy nhiên rằng là chúng ta dùng một cái từ chuyên nghiệp ấy, nó dùng một cái từ đấy chính là mutate Tức rằng là các bạn cố tình làm biến đổi một cái gì đấy đi Thì như vậy thì giống như rằng là chúng ta hay xem phim X-Men thì chúng ta gọi là đột biến đúng không nào Đây này, các bạn gây nó đột biến, các bạn làm biến dạng một cái hình thù ban đầu đi Thì chúng ta dùng từ mutate sau khi mà các bạn đã biết được cái từ mutate này rồi, chúng ta sẽ có một cái từ đấy chính là immu immutate rồi như thế này các bạn này. Các bạn sẽ có cái từ im và các bạn cộng cái từ mutate ở đây thì nó có nghĩa phủ định, đây chính là, là các bạn không thể gọi là làm sửa đổi được. Ở đây thì ở trong tiếng Anh chúng ta cái từ able ấy, ở đây trong tiếng Anh cái từ able tức rằng là cái từ phía sau này các bạn này, cái cái đuôi able này ở đây các bạn này, cái đuôi able này của chúng ta này thì nó giúp các bạn gọi là chúng ta có thể làm được cái gì đấy đúng không nào? Thành ra ở đây chúng ta có một cái từ đó chính là immutable, tức rằng là các bạn không thể sửa đổi được. Thì đây chính là ý nghĩa của việc các bạn tìm hiểu về cái thư viện này nha. Ở đây thì mình sẽ kéo rất chiều nhanh tới cái topic này các bạn này Các bạn có thể ở đây mình sẽ để đường link tới cái bài post này tại phần miêu tả của video Còn trong video này mình sẽ đi giải thích rất chiều nhanh tại sao chúng ta lại dùng nó nha Trước tiên thì mình sẽ đi vào phần này các bạn này cái bài toán chúng ta đặt ra để chính là, là chúng ta phát triển một cái ứng dụng thực tế cũng như rằng là các bạn xây dựng một website đối với một cái website mà yêu cầu hiệu năng phải cao. Cụ thể hơn, chúng ta sẽ dùng với thằng React. Ví dụ như rằng là các bạn tương tự, các bạn có thể dùng với thằng Angular cũng tương tự vậy thôi. Chúng ta có thằng React và chúng ta sẽ cần phải có một cái thư viện giúp các bạn có thể quản lý được data của ứng dụng này. Trong cái hệ thống của chúng ta, chúng ta hay dùng gọi là thằng Redux đúng không nào? Các bạn có thể search thêm cái từ flux ở đây các bạn này cái từ này thì giống như rằng là một cái design này thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về cái thằng này nó sẽ giúp các bạn có một cái góc nhìn tổng quan hơn ở đây chúng ta sẽ có một vấn đề để chính rằng là, là xuyên suốt cái quá trình các bạn chạy ứng dụng của chúng ta nếu như rằng các bạn làm với thằng react hay rằng là chúng ta dùng kết hợp với thằng react có một vấn đề để chính rằng là, là data của chúng ta sẽ chảy từ trên xuống dưới đúng không nào đây chính rằng là, là cái luồng chảy dữ liệu của nó có một vấn đề để chính rằng là, là khi data của chúng ta chảy từ trên xuống dưới các bạn có thằng cha và các bạn có thằng con chúng ta có thằng đầu và chúng ta có thằng cuối chúng ta có một thằng gửi và chúng ta có một thằng nhận có một câu hỏi đặt ra đây chính là, là khi data của các bạn chảy từ trên xuống dưới nếu như rằng các bạn thay đổi data thì chuyện gì sẽ xảy ra đây chính là là các bạn không thể kiểm soát được dữ liệu trong cái component của chúng ta đây chính là lý do tại sao cái thằng immutable này nó ra đời nó sẽ đặt một câu hỏi đây chính là là nếu như rằng cái dữ liệu ban đầu của các bạn không thể sửa đổi được thì gần như rằng các bạn sẽ không cần phải quan tâm tới việc rằng là dữ liệu của các bạn có thay đổi hay không các bạn truyền cái input đầu vào là a dĩ nhiên rằng là thằng con nó sẽ nhận là a không bao giờ có chuyện thằng con nó sẽ nhận được là b bởi vì rằng một ông c hay rằng là một một ông XYZ gì chen chân vào giữa một anh middleman gọi là sửa đổi data của các bạn. Đây chính là, là cái ý tưởng của thằng Immutable nha. Ở đây mình tin chắc rằng là khi nói đến đây thì nhiều bạn cũng chưa thể hình dung được gọi là thằng này nó làm như thế nào. Cũng như rằng chúng ta sẽ thông qua thực hành để có thể hiểu rõ hơn nha. Bạn nào thích thì các bạn có thể dịch hết cái đống text này ra cũng như rằng là các bạn có thể đọc lướt qua về thằng này để xem xem rằng là nó giúp các bạn giải quyết được cái vấn đề gì. Ở đây trước tiên thì mình sẽ quay trở lại đối với ứng dụng của chúng ta. Các bạn lưu ý rằng là cái ứng dụng này này các bạn có thể chạy tại máy tính của các bạn luôn nha. Thì ở đây mình đã có cái đường link lên GitHub rồi. Các bạn có thể copy thằng này các bạn clone về sau đấy thì các bạn gọi là chúng ta chạy câu lệnh này các bạn này, các bạn chạy câu lệnh npm i để cài thư viện và chúng ta chạy cái câu lệnh gọi là npm run dev để có thể chạy cái dự án này lên. Cái dự án này mình code với gọi là mình code bằng thằng React vite cũng như rằng là mình đã làm nhanh một cái to -do rồi. Cái to -do này thì mình cũng search trên mạng thôi, nó kết hợp thằng Redux cũng như rằng là cái thư viện immutable và cho các bạn luôn. Trước tiên thì mình sẽ demo qua cái thành quả của chúng ta nha. Các bạn có thể thêm to do như thế này các bạn này. Các bạn nhấn vào cái to do thì cái to do này nó sẽ chuyển qua cái trạng thái gọi là complete tức rằng là các bạn đã làm xong rồi thì nó sẽ gạch ngang như thế này. Ví dụ như rằng là mình thêm một cái, ví dụ như rằng là bây giờ mình sẽ thêm nghiêm túc nha, watching YouTube chẳng hạn này. Đây. Đây là một cái gọi là một cái to do của mình ở using Facebook này. Các bạn có thể nhấn vào cái dấu X để chúng ta xóa to do này. Mình nhấn như thế này. Đây, chúng ta đã làm xong rồi. Các bạn nhấn vào cái complete ấy, nó chỉ hiện hai cái to do này thôi này. Mình nhấn vào đây. Đấy, nó chỉ hiện hai thằng này thôi. Và nếu mình nhấn vào đây, nó chỉ hiện hai cái thằng mà mình chưa làm đúng không nào? Các bạn nhấn vào đây thì nó sẽ như thế này. Nếu như rằng là mình nhấn vào delete tất cả ấy, thì nó sẽ xóa hết đúng không nào? Bây giờ thì mình sẽ thêm một cái to do của các bạn này, learning này, learning React chẳng hạn. Enter một cái này. Ở đây thì rất là may, đây chính là là mình đã làm hai thứ cho các bạn rồi. Thứ nhất rằng là mình đã in ra màn hình cái dữ liệu thằng Redux nó lưu cho các bạn và thứ hai mình đã cài đặt sẵn luôn cái thằng Redux Devtool rồi. Trước tiên mình sẽ cho các bạn thấy rằng là bên trong cái thằng Redux nó đang lưu cái gì nhé bên trong thằng Redux thì dữ liệu của chúng ta nó rất chìa clear thôi các bạn bên trong thằng Redux các bạn này các bạn thấy rằng là ví dụ mình thêm một cái to do để chính là learning react hiện tại thì nó đang lưu gọi là nó đang lưu id này text gọi là learning react và gọi là trạng thái của chúng ta đang bằng tức rằng là chúng ta chưa hoàn thành này ví dụ đây thì mình sẽ cho nó một cái để chính là là using facebook chẳng hạn này using uh, facebook ví dụ mình thêm một cái nữa các bạn sẽ thấy rằng là list to do của chúng ta bây giờ có cái thằng using facebook trạng thái của nó gọi là chưa hoàn thành nếu như rằng là mình nhấn vào đây một cái các bạn thấy rằng là trạng thái của nó bằng chua rồi tuy nhiên rằng nếu các bạn dừng ở đây nó không có gì đặc biệt cả đúng không nào ở đây các bạn sẽ chuyển qua cho mình cái tab console này trước tiên thì mình sẽ clear hết đi và mình sẽ thêm một cái nữa nha đây chính là là watching video này uh, watching video đấy rồi ví dụ mình thêm một cái todo và mình nhấn enter các bạn sẽ nhìn cho mình này ở đây thì ở à bên trong cái Common List Studio của chúng ta mình đã đặt những cái dòng log để cho các bạn thấy rằng là khi các bạn dùng cái thư viện Immutable đây này thì chúng ta sẽ sử dụng data như thế nào các bạn sẽ để ý cho mình này đối với cái thư viện này data của chúng ta nó sẽ lưu ở dưới dạng đặc biệt thay vì các bạn dùng dưới dạng ví dụ như rằng là array object chúng ta sẽ chuyển qua những dạng dữ liệu nhanh hơn ví dụ như rằng là các bạn dùng list này hay rằng là ngày xưa chúng ta học về cấu trúc dữ liệu và giải thuật đấy các bạn sẽ biết rằng là chúng ta có map này chúng ta có hash map này chúng ta có list này hay rằng là link list này tức rằng là chúng ta có rất nhiều dạng dữ liệu để có thể gọi là thao tác với chuỗi của chúng ta nó nhanh hơn thao tác với con trỏ ấy ở đây thì đối với thằng này hiện tại thì mình đang dùng list các bạn này. Bên trong thằng list các bạn có thể thấy rằng là chúng ta có ba cái list to do. Thành ra rằng ở đây cái list của chúng ta có sai là ba. Nếu như rằng là mình nhấn vào tail các bạn này, bạn nào còn nhớ thì khi mà các bạn dùng list thì chúng ta có head và có tail đúng không nào? Bởi vì rằng là nó dùng con trỏ mà. Bây giờ thì mình nhấn vào cái tail, bên trong cái tail nó sẽ chứa một cái array các bạn này. Bên trong cái tail này, mỗi cái array của chúng ta là một cái map. Đồng thời thì bên trong cái map này các bạn sẽ nhìn cho mình size của chúng ta là ba này. Tức rằng là mỗi một cái thằng map của chúng ta nó có ba phần tử nó lưu trữ ấy và nếu như rằng là mình nhấn vào cái root các bạn này các bạn sẽ để ý cho mình rằng là bây giờ nó lưu rất là đặc biệt đây chính là là nó lưu là id này id là một chính là thằng này này tech của chúng ta này cũng như rằng là learning react này cũng như trạng thái như thế này nó lưu rất là dị đúng không nào thì câu hỏi đặt ra rằng là tại sao nó lại lưu dị như thế này đây chính là là lý do performance đấy các bạn nếu như rằng bạn nào còn nhớ thì ở trong các video lần trước chúng ta có hai video thứ nhất rằng là các bạn dùng cái hàm đấy chính là hàm clone deep đúng không nào Chúng ta có một cái hàm, đây chính là hàm clone deep của thằng Lodash Giúp các bạn có thể gọi là deep copy Cũng như rằng là chúng ta dùng cái thằng JSON Bạn nào nhớ thì là JSON.stringify các bạn này Stringify Và chúng ta có một cái hàm nữa, đây chính là json pass đúng không nào Hai cái hàm này đều giúp các bạn có thể thực hiện một hành động Đấy chính là là deep copy Tuy nhiên rằng là lâu nay các bạn chưa hề quan tâm tới hiệu năng Vấn đề hiệu năng này nó xảy ra Ví dụ sau này các bạn làm game ấy Một cái game các bạn hình dung rằng là nó phát triển liên tục đúng không nào Thành ra rằng ấy, một cái game đôi khi nó phải lưu những cái object vào Các bạn hình dung rằng là cái bài toán của chúng ta Ví dụ các bạn lưu 1.000 object một lúc nó sẽ như thế nào Các bạn lưu 10.000 object một lúc nó sẽ như thế nào nếu như rằng là các bạn chỉ lưu từ 1 đến 100 ấy, tức rằng là, là chúng ta đang lưu ở dưới hàng đơn vị ấy, thì mình nghĩ rằng là cái vấn đề giật và lát cũng như rằng là vấn đề hiệu năng của các bạn với cái tài nguyên vốn có của thằng Máy tính hiện nay thì nó không là vấn đề. Tuy nhiên rằng nếu các bạn lưu càng ngày càng nhiều lên cái dữ liệu của các bạn tần suất thay đổi liên tục, ấy, thì vấn đề hiệu năng là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng và các bạn sẽ cần phải xem xét xem rằng là liệu chúng ta dùng cách gì cho nó hiệu quả cái thằng này các bạn này cái thằng immutable nó ra đời để chính là nó sẽ quy định những kiểu dữ liệu của nó thành ra rằng là các bạn khi mà các bạn thao tác với nó bắt buộc các bạn sẽ cần phải đọc các api của thư viện này thành ra chúng ta muốn gọi là sửa đổi nó nhưng mà chúng ta không sửa đổi được thì chúng ta có tác dụng gì đúng không nào như vậy các bạn có thể thấy rằng là nhờ có thư viện này chúng ta sẽ gọi là thao tác gián tiếp tức rằng là các bạn sẽ cần phải thao tác với thư viện này và thư viện này sẽ cho phép các bạn sửa đổi data tuy nhiên rằng là nó không làm ảnh hưởng tới cái thằng ban đầu đấy chính là lý do tại sao chúng ta dùng thằng này bonus thêm cho các bạn để chính là, là thư viện này nó đã lo cái phần hiệu năng cho các bạn rồi đấy chính là lý do tại sao chúng ta sử dụng nó thôi các bạn ở đây các bạn có thể thấy rằng là bên trong thư viện này nó đang lưu dưới dạng này tuy nhiên rằng nếu các bạn dùng thằng Redux như lúc nãy mình vừa cho các bạn xem ấy, bên trong thằng Redux này các bạn này thằng Redux này khá chỉ là hay đây chính là, là nó đã pass rồi đấy chính là, là nó sẽ con vớt cái dạng dữ liệu các bạn nhìn thấy ở đây các bạn này nó sẽ con vớt dưới dạng này sang dạng object cho các bạn để chính là lý do tại sao các bạn nhìn trong con Redux rất chỉ là dễ nhìn ở đây thì rất là may, đây chính là, là mình đã in ra màn hình cho các bạn rồi Ở đây thì mình đã in ra cái thằng đầu tiên này các bạn này, đây chính là, là cái thằng To đầu tiên đấy Bản chất của vấn đề đây chính là, là bên trong thằng Redux chúng ta đang lưu ở dưới dạng Map này các bạn này Nếu như rằng là các bạn muốn lấy phần tử đầu tiên, chúng ta sẽ cần phải dùng hàm Map để lấy ra các bạn này Ở đây thì mình đã lấy ra rồi Nếu như rằng là bạn nào để ý thì mình đang in ở dưới dòng To Do gọi là todo.jadig dòng 28 Bây giờ thì mình sẽ mở code cho các bạn xem nha. To do của chúng ta dòng thứ 28 các bạn này. Ở đây các bạn lưu ý cho mình một điều nữa đây chính là, là cái dự án này chỉ là một cái dự án minh họa thôi. Thành ra rằng là các bạn đừng quá quan trọng về cái cú pháp viết code nha. Chúng ta chỉ gọi là code và chạy thôi. To do.jx dòng thứ 29. Ở à, dòng thứ 29 đây các bạn này Các bạn có thể thấy rằng là để lấy ra một phần tử ấy thay vì các bạn dùng các method Của, của, của thằng Array hay là, là thằng Object bây giờ chúng ta dùng các method rất chỉ đặc biệt ví dụ như rằng là các bạn Dùng cái hàm Get đây các bạn này Dùng cái hàm get này thì các bạn sẽ liên tưởng tới thằng Java đúng không nào? Chúng ta hay get thuộc tính và các bạn truyền cái thuộc tính đầu vào cho nó. Thì đây chính là một cái API của thư viện. Nó đến đây, nếu như rằng là các bạn vào cái trang gọi là immutable.js, các bạn sẽ nhìn này. Khi các bạn vào trang chủ của nó, các bạn sẽ thấy rằng là thằng này khi vào đây các bạn sẽ nhấn cho mình cái phần getting started các bạn sẽ thấy rằng là ngay lập tức nó hướng dẫn các bạn dùng map các bạn này các bạn có thể thấy rằng là một vài cái hàm của nó tức rằng là chúng ta không thao tác với kiểu dữ liệu tân thuần nữa thay vào đấy thì chúng ta thao tác với kiểu dữ liệu của thư viện đây chính rằng là một cái ưu điểm cũng như rằng là đây chính là một cái nhược điểm khi các bạn dùng cái thằng immutable nha tức rằng là chúng ta sẽ cần phải đọc api của thằng này và chúng ta thao tác với nó nha Bây giờ thì các bạn có một câu hỏi để chính là, là tại sao mình lại giới thiệu tới các bạn một cái thư viện như thế này. Đây chính là, là trong thực tế đôi khi rằng là đi làm với các bạn do công nghệ chúng ta không phải là người gọi là khởi tạo dự án. Nếu như rằng là cá nhân mình ấy, nếu như rằng các bạn cho mình chọn dự án để làm ấy thì mình sẽ không dùng thằng này đối với thằng Redux cũng như rằng là đối với thằng React bởi vì rằng cá nhân mình đánh giá việc chúng ta bỏ thời gian vào học cái thằng này nó không đáng. Đây chính là lý do tại sao mà mình sẽ có một cái video tiếp theo, mình sẽ giới thiệu về một cái đối thủ của cái thằng này, cũng là một cái công việc tương tự như các bạn đang thấy ở đấy thôi. Tuy nhiên rằng mình vẫn muốn cho các bạn thấy rằng là ngoài kia công nghệ của chúng ta có như thế nào Bởi vì rằng là quyền lựa chọn công nghệ vẫn nằm ở các bạn thôi chứ không phải là nằm ở mình đúng không nào ở đây thì khi các bạn dùng cái thằng Immutable JS này này, nó sẽ cho phép các bạn có thể clone được object tức rằng là chúng ta có thể làm được cái việc gọi là chúng ta deep copy nha các bạn. Một vấn đề nữa thư viện này giúp các bạn để chính rằng là nó đảm bảo hiệu năng cho chúng ta, đấy chính là lý do tại sao chúng ta cần quan tâm với thằng này. Ở đây có một điều cuối cùng mình muốn chia sẻ tới các bạn đây chính rằng là sau này nếu như rằng là các bạn cần đọc cái thằng này các bạn này các bạn có thể vào cái phần document ở đây thì ví dụ ở đây thì mình sẽ đọc về cái hàm map các bạn này ví dụ mình đọc về cái hàm map đúng không nào ví dụ như lúc nãy thì mình sẽ có một cái hàm đấy chính là hàm to object các bạn này đây này cái hàm to object này sẽ giúp mình con từ một đối tượng map của thư viện thành một cái object của thằng javascript tuy nhiên rằng là đối với thằng này thì nó gọi là shallow copy các bạn này tức là chúng ta sẽ dính cái gọi là nested object chúng ta không thể dùng được thằng này khá chỉ là thốn đúng không nào Ví dụ như rằng là các bạn đọc code của mình này, ngay ở trên này này, ngay ở trước cái hàm ngay ở cái dòng này các bạn này, đây này, mình dùng cái hàm true object này này. Đây chính là, là cái hàm của thư viện thôi, đây chính là hàm true object chúng ta bên trong thằng map các bạn nha. Bên trong cái thằng map này này, chúng ta sẽ cần phải đọc API của nó. Thì đây chính là một cái nhược điểm khi các bạn học thư viện này nha, chúng ta sẽ cần phải đọc API và áp dụng cho code của chúng ta. Và các bạn nhớ cho mình một điều, đây chính là là khi các bạn dùng cái thư viện immutable này này thì cái data chúng ta lưu bên trong cái thằng Redux ấy, bao giờ nó cũng lưu ở dưới dạng API của thư viện các bạn muốn render ra giao diện bắt buộc các bạn sẽ cần phải có một bước ngược lại để chính rằng là chúng ta convert từ cái data này ra cái dạng object hoặc rằng là ra dưới dạng array các bạn có thể dùng được đối với thằng JavaScript và khi các bạn phải làm vậy các bạn lưu ý rằng là chúng ta sẽ cần phải sử dụng như thế nào để tối ưu hóa hiệu năng của chúng ta cho nó cao nha đây chính là một điều mình lưu ý nha như vậy rằng là trong video này mình đã chia sẻ tới các bạn một cái thư viện giúp các bạn có thể thực hiện cái hành vi deep copy cũng như rằng là đảm bảo hiệu năng cho ứng dụng của chúng ta các bạn lưu ý rằng là quyền chọn công nghệ vẫn ở các bạn thôi. Trong video tiếp theo, mình sẽ chia sẻ tới các bạn một cái đối thủ của thằng này và giúp công việc của chúng ta nó đơn giản hơn rất chỉ là nhiều nha. Thì trong quá trình thực hiện video này, nếu như rằng các bạn có điều gì vướng mắc cũng như rằng các bạn có bất cứ câu hỏi gì thì các bạn đừng ngần ngại cho comment ở dưới video để cho mình biết để mình có thể hỗ trợ các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Đặc biệt cảm ơn những bạn nào đã mua cho mình ly cà phê và hẹn gặp lại các bạn tại các video tiếp theo.